thưa cô Hải Yến và thầy Dương Quang Châu, em tới lớp thập chỉ liên tâm hay còn liệu pháp yêu mau mạch, thì với cái mong muốn là giúp cho người thân của mình phòng ngừa chữa trị một số các loại bệnh ngày nay, ví dụ như là cao huyết áp, suy giãn tĩnh mạch, đau lưng, đau vai gáy. Thì qua vài ngày học thì các bác lớn tuổi trong lớp thì em thấy là giảm được 70-80% thì trong vòng 2-3 ngày thôi, thì mấy phương pháp rất là hiệu quả cao và đặc biệt là không có dùng thuốc. Em có chườm gan và bơm máu cho người nhà thì thấy người nhà cũng ngon hơn. Nói chung là rất là tin tưởng, hy vọng là có nhiều người biết thấy lớp chỉ liên tâm hơn. Vậy à, em giúp cho người nhà là giúp cho ai? Thì giúp cho mẹ của mình. À, thì thấy mẹ có bình thường không? Bình thường thì chỉ ngủ tới khoảng 2-3 giờ sáng là dậy, nhưng mà bây giờ thì thêm được khoảng 2 tiếng nữa là tới 5 giờ, thì chỉ khoảng 3-4 buổi chườm gan thôi. Mẹ có phát biểu gì không? Vậy cũng mẹ thì cũng chưa không có bệnh gì nhiều, chủ yếu là chỉ mất ngủ thôi. À, mà thấy là hiệu quả cao. Ok, cảm ơn. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.